Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay là ngày cuối của cái sự kiện tần thú hạn giờ S+, ra magenta rồi. Mình vào game sớm hơn một chút, là gần một tiếng. Và sau một tiếng nữa thì cái sự kiện này mới kết thúc. Hiện tại bây giờ thì trong server của mình vẫn là My War đang 15.000 điểm. Hạng 1 rồi. Kenji đã vươn lên hạng 2 với 7.140 điểm. Mình thì từ hôm qua đến giờ vẫn chưa quay thêm. Mình đang 7.030 điểm. Và đợt này thì có thể là mình sẽ ở lấy ở hạng 3. Với việc là... Kenji họ có thể là rất là nhiều kim cương và đang 7.140.000 điểm này thì đang hơn mình rồi. Mình sẽ quay thêm một lần nữa thôi. Là 7.130 và có thể ở hạng này nếu mà trong tình huống mà những người ở hàng sau mà họ cứ leo 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 nữa thì thôi mình cũng phải vượt lên thôi bởi vì mình cũng không muốn lấy ở hạng 4, 5, 6 lúc đó thì cũng sẽ mất đi một da magenta. cho nên nếu mà cứ để yên yên như thế này thì mình sẽ ở hạng 3 và ở hạng 3 này thì mình sẽ nhận được một da magenta với 80 mảnh của nó nữa coi như là kém hơn ở hạng 2 một, một con kém hơn hạng 1 đó là hai con còn đâu cái khung thì mình cũng không quan tâm nhiều cho lắm còn chốt lại thì ra magenta này sau khi lấy xong nếu mà mở Zmu thì mình sẽ lên Zmu 4. Còn có điều kiện hơn nữa thì mình sẽ lên 11 sao nhưng mà Mega mu chủ X, Shiny Mega Galade cũng chuẩn bị đến rồi thì mình cũng tiết kiệm lại mảnh bản năng đỏ. Thì sau khi mà lấy được ra magenta xong thì mình sẽ test với 4 sao và nâng lên 8 sao với Zmu để thử độ trâu của nó đã. Và lúc này mình vào game sớm hơn để reset lại một con để nâng ra Magenta thì trong này đội hình của mình là có Mega Tiên Shiny Mega Trita. Hôm trước thì mình sử dụng đó là cái vòng cổ biển này thì sát thương gây ra cũng ổn nó phết. Thì có một thành viên tạm thời thì mình sẽ bỏ tạm ra ngoài chứ chưa reset lại đâu. ở à, đó chính là Raymond Gordon. Thì với những thành viên như thế này thì sẽ phải bỏ reset một con nào đây. Thì trong đó có Mew Muozin với cả Necroma thì mình sẽ tạm là Muozin thử trước để cho ra Magenta vào xem nó như thế nào. Còn bây giờ mình lại ọp tiếp để chuẩn bị đến lúc mà sự kiện đầu giá xong thì mình sẽ nâng lên kịp và test về giá Magenta. Và bây giờ trong game chỉ còn đó là 17 giây, 16 giây thôi và cũng không có ai leo lên điểm nữa. Có có một cái trở ngại đó là một người chơi 3.600 này thôi. Còn đâu thì không không có ai vượt lên thì đợt này mình lấy ở hạng 3 như hôm qua mình có làm clip. Nhớ đâu mình ở hạng 3 thì sao? Và đây là mình sẽ được đó là da magenta 4 sao kèm theo đó là 80 mảnh. Bắt đầu lấy về để test thôi. Để xem nó có được cái tính cách tốt hay không. Với da magenta này. Wow. Chỉ thiếu mỗi khoản tốc độ thôi. Còn đâu cái gì cũng đẹp. Không có tính cách gì cả. Và một con đó là cộng tốc độ. chứ công đặc biệt. Ờ cũng đẹp này. Chỉ khác nhau với cái khoản là cái cái điểm lúc nãy chuyển đi Để đỡ phải chuyển cái này cũng 100 điều, Cái này nhìn cũng đẹp đấy nhỉ Thôi mình lấy tạm cái này 4 sao trước Để nâng lên thử nó xem như thế nào Với da magenta này thì nếu bạn mà chỉ có bảo vật tím Thì các bạn có thể sử dụng Đó là cái bình tím này là ok nhất này Còn nếu không thì bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn rồi Đó là mũ bảo hiểm samurai Một cái để giảm cái sát thương của nó đi rất là nhiều Và kèm theo cũng tăng thêm tỷ lệ đỡ của nó nữa Lúc nãy thì mình cũng đã vừa reset lại Origin để bây giờ là có đủ ở à, này hơi hơi lác lác để nâng lên vũ trụ cộng 3 và với chỉ với 4 sao thôi thì mình sẽ test với độ trâu của nó xem như thế nào cái này thì tăng lên cả 91 hay 101 thì nó cũng chẳng hơn nhiều là mấy đoạn này thì mình sẽ tắt nhá à, để đến đoạn thử test về da magenta luôn thôi và đây là con da magenta mình đã nâng tạm nó lên nó là 4 sao với 828.000 lực chiến, lúc này thì ngay cả chip mình cũng lắp tạm vào cho nó thôi, cũng chưa tăng gì cả, ngay cả đá bùa cũng tương tự như vậy. Ở phần này thì các bạn có thể là sử dụng cái bảo cái đá bùa giảm thương thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn ở đây thì mình thừa cái nào thì mình lắp cho nó thôi, chứ mình cũng chưa điều chỉnh hẳn đâu. Trong này thì các bạn nên ưu tiên cái phần nào cứ cộng máu, cộng thêm cái tỷ lệ đỡ, ví dụ như 1, 2, 5, 16. Nhưng mà ưu tiên 1, 2 nhiều hơn, 1, là tăng thêm tỷ lệ đỡ, còn hai là giảm cái sát thương đi khi mà đỡ được. thì những cái này nó sẽ rất là hiệu quả dành cho da magenta tăng thêm máu gốc. còn đâu về chip ý, thì các bạn có thể trang bị chip rắn để giảm thêm sát thương lên nhiều hơn. nhưng mà nó cũng sẽ không có hiệu quả đâu, bởi vì chip rắn đấy, mình quên mất đó là cái khi mà kiểu dạng như chip rắn này mà khi máu dưới Ờ, trên 75% thì nó mới kích hoạt thêm giảm thương cơ Vậy nên là thôi bạn có thể bỏ cái linh hồn rắn này đi ờ, Thay thế bằng cái giảm thương hoặc cái nào khác Liên quan đến phòng ngự ừ, thì ổn hơn Đợt trước mình quên bé đi mất nhầm Đó là máu của nó tự mất dần và trong khi không hồi lại được Thì cái rắn này nó đến lúc mà Máu nó trên 75% mới kích hoạt được nhiều hơn cơ Chứ còn dưới 75% thì không kích hoạt đâu Thì đây chính là giam magenta 4 sao Và ở trong sẽ Cái gì đấy À con này chưa có Nó cũng đã mở mua rồi đấy Và bây giờ trong đấu trường của mình thì uh, mình thấy lúc nãy chip đã nâng lên ra mười 12 sao rồi thay thế cho cái con nào nhỉ hôm nay mình có đôn và đây là một đội hình và để ra ở hàng trước này 12 sao cũng chưa có ai leo lên cả thì bây giờ test thử thôi với ra bốn 4 sao xem như thế nào mình còn hai lượt đánh quả này mà nuôi mạnh Miozin với ra lên châu uh, châu 20 lượt thì hết cả đánh luôn Lúc nãy mình thì giành chiến thắng trước uh, Kenji bằng đội hình như thế này. Thế bây giờ với da Magenta thì sao? Ừ, có nó thì bây giờ phải cho con nào đi ra đây. Chẳng lẽ là Magenta? Đây. Để thử đội hình này trước. Lực chiến giảm rất là nhiều. Bởi vì là mình sử dụng uh, con 4 sao thôi mà. Trận đấu này loát không lâu đâu. Thế nên là con da Magenta của mình có khi là nó sẽ tử trận đấy. Và đây là mình khiêu chiến. Với lúc này thì bạn đã có da Magenta thì nó sẽ là một con... Uh, giúp cho Necroma của bạn an toàn rất là nhiều với cái hiệu quả là bổ trợ dành cho đồng đội hàng dưới bạn bây giờ bạn muốn giúp con nào mà đỡ chết thì cứ cho nó đằng sau ra magenta là hiệu quả lúc này mình không còn bão cát nữa rồi bởi vì mất đi Raymond Gondol mất đi cái hiệu động đất thì liệu xem là ra magenta 4 sao bây giờ cho vào trong đội hình của mình thì nó sẽ hiệu quả đến mức độ như thế nào mục đích bây giờ 4 sao chỉ để phòng ngự châu là chính thôi còn uh, nếu mà điều kiện thì lên 8 sao rồi lấy z mu sao lên ZMU 4 là rất ổn áp cho nó về cái khoản phòng ngự thì với chip ở trong xe vượt của mình họ không nuôi um, họ không nuôi uh, con uh, shiny mega galador thì dồn vào chắc là shiny ra uh, uh, magenta mười hai sao rồi thì sắp tới sẽ là mega mu Chu x rồi tìm giác đấu thì cứ có s cộng mới mình lại cứ nâng lên như thế này thì sợ là những S cộng sau lại không có mảnh vận năng đỏ để nâng luôn đấy ngay cả khi nâng lên Z mù nữa đây thì mình sẽ test với bốn sao để ghi hiệu quả của nó phòng thủ tốt đến mức độ nào Tất tiếc nó đang là là con chuột mà con chuột thì nó lại không có khả năng nó là tạo khiên dành cho đồng đội Nhưng mà thực sự là da magenta này ấy, nó sẽ giúp cho đồng đội bên, bên cạnh nó trâu hơn bên kia bây giờ bắt đầu được tiến vào trạng thái tàng hình rồi và bên mình bắt đầu bị ăn đòn liệu có sống sót được không hai con đánh nhau này hai trăm tám mươi chín nghìn này và ra magenta trụ được không bị khống chế nhiều quá chưa làm gì được lúc này thì bạn chơi cái team ma siêu với ra là đẹp hết đấy da magenta nó bổ trợ dành cho necroma tốt hơn có Miojin rồi giờ thêm necroma Và magenta nếu bạn muốn chơi Dao với team ma cũng được giác đấu ma Thế giờ dạ. nhưng mà nói thật là 4 sao của da magenta này thì cái khả năng tạo khuyên của nó nó sẽ thấp hơn so với cả của 8 sao với cả zmu rồi cho nên là tối ưu với da magenta này thì các bạn cứ nâng lên 8 sao thì nó sẽ tốt hơn Nếu mà trong server mới mà chỉ với 4 sao như này thì rất là hiệu quả luôn đấy Khổ dạng Shiny Megatira của mình nó ở trạng thái kháng tử rồi 11 triệu này 12 triệu này Ra thì bị ăn phản đau mà chết à, Unti thấy mắt nữa hết Và coi như mình thua Ơ à, Nó thật là vô lý Rồi bây giờ tự nhiên leo lên hạng một rồi ra 4 sao thì chết nhanh ờ, nếu bây giờ mình cố gắng mình nâng lên 8 sao thì sao và cho nó trụ lại ở hàng trước đi ừ, nâng lên luôn đi để còn giữ lại cái hạng một này chứ bây giờ thì mình bắt đầu nâng hiện tại thì mình đã có một cái tính cách đẹp dành cho ra rồi định test bốn giao tiếp nhưng mà thấy lên được hạng một thì thôi ờ, tranh thủ mà nâng thôi cần bao nhiêu con nhỉ may mình vẫn còn đủ nâng lên 8 sao trước để phòng ngự đã còn nếu mà giả sử mà có thêm cả con Miozin nữa thì đẹp. Mình cũng chẳng cần phải xem tính cách nó nữa, nữa. Cứ thấy là nâng thôi. Xong rồi còn lên ZMU nữa. Thì mình sẽ lên sau. 8 sao này là coi như chắc rồi. Bạn nào mà có điều kiện thì cứ nâng lên 8 sao đi. Sử dụng lâu dài phết đấy. Nhất là về Mega một chút sắp tới. Ok, thế là lên 8 sao. Có thêm hiệu quả tốt hơn. Thêm một cái giảm sát thương này nữa là đẹp rồi này Vừa đủ luôn Tăng phát mất hai mấy triệu Rồi lên 923.000 Lúc này thì có thể lắp uh, Một số cái chip hay cái gì khác Của những một số Pokemon khác sang cho Zamazenta cũng được, nhưng mà thôi để 8 sao Lập tiếp Ok bây giờ đến chip Với việc đó là lên Zamazenta uh, mười 12 sao rồi Lập thử thua cũng thắng cũng được tại vì đây là trận cuối rồi mình sẽ thử test thôi đến ngày mai thì test tiếp để xem như thế nào không hề lâu đâu trận đấu này loát nhanh lắm nghi là bay nhanh lắm và bây giờ ra ba mười hai sao bên kia bên mình cũng đã lên 8 sao rồi một phát kiểu gì mà cả ba con đều choáng này ác thật nó đang bị mê hoặc rồi còn đánh thêm phát nữa vừa rồi thì uh, Ramazenta vừa chạy ra đỡ hộ dành cho Sernia này Ghê gớm thật bây giờ thì uh, bên kia thì để, để cho Sernia ở hàng sau Ramazenta chứ không phải là uh, Necroma rất tiếc thì mình đã bị chậm nhịp với cả Sernia tàng hình lúc trước rồi cho nên lúc này thì cũng không kích hoạt được vào tặng thái tàng hình và với bên kia thì chuẩn bị được tàng hình rồi Thì giả ulti nhanh thế. Với da magenta 8 sao này thì cái khả năng tạo khiên của nó sẽ nhanh hơn. Và bên kia da magenta đang bị dính hiệu ứng mê hoặc rồi này. Bây giờ lại bị mê choáng này. Nhưng mà nó có khả năng hồi phục được. Quay. Quả này không không ổn cho lắm đâu. Chết ngay quả Shiny Mega rồi. Vào trạng thái kháng tử này. Rồi rồi đang phát 9 triệu 8 và kèm theo có một cái khiên tập trung dành cho đồng đội đây. 11 sao thì dựa theo cái lượng máu đã mất gây ra sát thương cũng ổn vết. Chà, bị tổng tấn công rồi. Trận này thì nghi ngờ lắm. Không uy được rồi. Có khi bị thua cơ. Nhưng mà thua theo kiểu gì? Liệu ra Magenta mình còn có trụ được không? Mà ra Magenta của mình nó còn không có một tí khiên nào cơ. Mà bắn chết luôn nhá cái này thì cần phải xem xét lại này. Da magenta bên kia cũng không có khiên. Thực ra là da Magenta nó tạo khiên rất là ghê luôn đấy. Đây, vừa rồi nó có khiên đấy, nhưng mà nó không có kèm thêm một chút gì cả. Thì mình cũng cần phải xem xét lại về da Magenta cái khiên của nó. Một chém. Rất tiếc là Shiny mình vào trạng thái kháng tử quá sớm. Ít Bây giờ có thêm ra Magenta Necroma được thể hiện nhiều quá. Duyên. Ơ. Ờ. Ulti xong phát là Shiny Megatirata tử trận luôn. Kéo theo cả Yamazenta cũng tử trận nốt. Cái trận này nó điêu điêu thật. <laughs> liệu có phải là do phản đam Mega Tiên Si phản đam đến từ Jenny Mega Garevo nhưng mà như thế này thì thắng được không nhỉ ở ờ, thắng Ồ, ờ, mình thấy con Zamazenta này đang chưa được trâu giống như mà ở những mặt khác đâu cho nên cần phải xem xét lại Ok mình test hai trận được thấy đã đợi đến ngày mai để xem chắc là có nhiều người sẽ tấn công mình rồi và mình có thể bay xuống cái hạng nào không biết thì Zamazenta Uhm, bây giờ tạm cho nó vào trong đội hình đi. Nó sẽ thay thế vị trí của Raymond Gaudon này. Và bây giờ nó sẽ ở hàng trên này, nó sẽ thay nó để vị trí ở giữa này, nó bảo vệ cho Shiny Mega Gengar này. Và đây chính là cái đội hình tạm để trong đấu trường để thử test magenta ngày mai sẽ test tiếp. Còn bây giờ, sau hai trận thì thấy magenta nó không nó không có trâu giống như bản khác và cái khả năng tạo kiên của nó cũng rất là kém luôn. Thì chúng ta cùng chờ xem những trận đấu tới về Zamazenta sẽ như thế nào ok uh, mình chỉ test clip đến đây thôi còn bây giờ nghỉ ngơi đã hẹn gặp lại các bạn clip ngày mai